Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị các bạn nhé. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái lộc ếch nha các bạn. Lộc ếch mình đặt chiều hôm qua. Hôm trước mấy anh em đi cắm câu đêm với dằn lưới đêm á. Về được ít cá mồi. Anh em lấy lộc đi đặt. Qua đồng bên đây, lúa chín anh ta bơm nước ra cạn. Ôi quá em ơi. Cái đầu tiên. Năm sáu con vậy mà. Cái mương này bữa hổm anh em ra mò cá nè. Thấy dấu vò ếch nhiều quá. Lấy lọp ra đặt. Dồn xuống cái này hết rồi. Ít lứa không quá. Cái đó mấy con từ 5 con. Hai con lứa. Lứa hay nhỏ? Nhỏ, lứa nhỏ. Ít lứa nhiều quá. Lứa nhiều. Cái này 3 con. Cái này cũng 3 con, 4 con. Cái này không dính đổ cá đi. Cá còn tươi không? Dạ, còn tươi. Còn tươi hả? Lấy mồi lại hết. Trước đây. Con không? Hai con. Bự nhỏ. Vô đây ơi. Vô. Vô quá vô. Quá vô. Rửa lên cho anh đây. Rửa. Mấy con? 2 con hả? 3 con. 3 con. 4 con. 3-4 con. Ít lứa không ạ? Ít lứa. Vậy là ngon rồi. Không rồi. Có ít là được. Đừng có nhái là không mê. Mấy đường nước. Thấy cái mồi vô cổ gà. Thấy thảo đảm rồi. Đỏ đảm luôn. Vô. Cái này nhóc hết trơn luôn. Quá ra. Vô, kiểu này hết ếch. 5-6 con ếch. Ếch không được lớn. Đi rồi rồi. Bên đây đê bao cho nên là người ta bơm nước ra khô luôn nha các bạn. Đặt ra nhà trời nắng, trời mưa lại chống luôn. Chảy. Cái này em hết hết rồi. Chủ yếu rồi. Mấy con? 2 con. Con ít trọng trọng. 2 con. 2 con bự chứ. 2 con trà bá luôn. Trà bá luôn. Đó, chỗ nào thấy có vũng nước là có cái lợp đó. Cái miếng miếng đất Úc Tiên đặt xà dây được đây này. Nước mênh mông rồi. Miếng đó nước nhiều quá. Chỉ qua mấy miếng này nè. Chạy để thấy miếng nó quá trời nước luôn. Nước sâu luôn á. Dê đã đắt con tiếng. Đặt xì gì 2 miếng đó là có cá. Miếng này tí như miếng tiền nó nhiều.
Nước nhiều mà nước êm nữa, trong vắt à. Cuối mấy cái đó phải chạy cũng được. Chạy không? Chạy thì chạy, cũng chạy. Ủa, có khủng đây ơi. Khủng không? Khủng đó. Không, chạy gì đâu. Chứ đường nước còn có đó, chứ tôi yên tâm đi. Thì đường nước phải lắm rồi. Bánh nó sẽ bơm quá thì không. Có bà ganh quẹo ngược vô lấy ba cái. Vô, vô nữa nè. Vô rồi. Vô nữa không? Vô. Nhìn thấy vô là dễ biết lắm. Dễ biết chứ. Tới gà. Tới công chuyện luôn. Đó. Ở trên bành không không? Ừ. Nãy giờ mấy cái này ít lớn. Đây. Có bà ganh nó quẹo vô lấy ba cái. Để không? Lấy gánh theo cái ký. Hết nhỏ nhiều quá. Nước cái này nhiều ta. Có xuống đòn nữa. Nói nước sao cũng vô nhiều quá kìa. Vô. Chết trơn rồi. Nước sao vô cũng vô nhiều quá. Bốn cơm. Ít lớn. Không đắng đắng gì. Nước ít lớn ngủ à. Bị ngập, bị ngập rồi. Cái này còn hỏng. Rồi hỏng mà không có. Hết tròn không ạ? Hai nhái. Hai con nhái. Này nước ngập dữ. Gì là chưa đến đâu. Nó ngập quá. Nó không có. Không có ít. Xếp xếp nó xuống nó kiếm cá nó ăn. Mua cố gắng hả? À. Nước xếp xếp. Nó xả vô buổi chiều. Vâng, cái miếng nước nữa. Còn chiếu nước. Quách nha. Ừ. Biết ra nước nhiều không có. Nhiều nó gốc kinh gỗ. Ừ. Thôi đặt qua đặt phía bên đây rồi. Phải nó vô ra là đặt kinh xuống. Rút ba con cái nha. Xả vô sớm. Cứ giò lên. Dạ. Rồi cứ giò dữ lắm. Đó, giò xuống cái. Dạ. Dạ luôn. Dạ. Cái này. Cái này. Được 2 ngớt trọng. Đã bên đây 2 cái sòng. Nó sòng bơm. Cút thôi luôn đi. Còn một cái, em cái đó, cái nữa đó. Đi vòng bên kia về đi. Vô. Cặp bờ. Dạ luôn. Dạ luôn. Đây với kinh lên. Kinh lên được không? Được. Vô. Một con. Hết con bự. Cắt gì nó này bự này. Rồi. Rồi xong bên đây. Còn có chú Tư. Rồi lại mấy cái lợp. Vô. Thằng anh Tư đặt lần này. Thấy cái giò bơ nhóc mà. Rồi xuống đây nè anh Tư. Nhìn xuống đây. Bữa nay bảo ớt thiệt rồi. Bự bự ha. Bự bự không. Nhìn chú quá, dĩ nó bơm khô luôn kìa.
bơm nhớ nước nó dần cắt rồi. Bên đây nè, bên đây mấy hòn. Hôm qua có nước hay gì anh Tư? Vậy đó mà khô vậy mà có đó. Khô vậy ếch nó xuống kiếm cá mồi nè. Cứ vậy đi, bơm ra khô là được rồi. Đó, sột sột rồi đó. Sột sột rồi đó. Bự không rồi, đang ơi quá. Dạ, cháu luôn rồi, cái lọc này. Đang ơi. Cái lọc này. Tới luôn. Tới luôn. Từ bự luôn hả? Ừ, thẳng thà nước khô vậy đi vậy. Rồi, để đi. Chứ nữa. Nó ra nước khô vậy đó mà không chạy. Nước khô mà lên nước nhiều lấy gì chạy. Rồi có dấu nữa rồi. Dấu nữa của đàn rồi. Ừ. Nó ra nước khô vậy đi. Đó, đàn ơi, có dấu rồi. Vô, vô. Bảo ớt rồi, bữa nay bảo ớt thiệt rồi. Nó ra khô vậy đó mới ngon. Nó khô mấy con cá nó quậy sột 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 nè. Nó mò lại rồi. Nước nhiều quá cá nó lội. Lội. Đúng giờ nữa rồi đây đây. Đấy, đường này là ngon mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, ếch khủng không ông ơi? Đường này ốc khủng không hả? Ếch khủng không hả? Nè. Ôi ôi. Đường này có hết mình cầm câu không ếch bành bành không không? Ừ. 4-5 con ếch bự bự không? Đường này đó sạm bánh. Không khá nữa nè. Đường này đó sạm bánh. À, cái đường này quất dài lên trên đó cả lúc luôn. Mà hôm qua là hôm qua có nước không anh Tư? Gì? Ờ, chứ không có nước. Vậy đó mới ngon. Như con nãy thất bại mấy cái. Thôi thôi, giò hả? Thôi chú giò là ngon. Trời, đây là cái nào cũng thật. Cái này không có nước. Này, nước thì hơi, có nước hơi trong. Có cũng chạy rồi. Ôi. Đấy. Hết nước rồi mà, bự nữa chứ. Ừ. Nó bự. Được. Đi đi sao này thấy tình hình êm nhau rồi ếch chạy mạnh quá. Wow. Hai cái lập này nhiều mà ếch bự bự không hả? Bánh bánh không. Đó, này, à, ngon thiệt luôn. À. Dòng qua bờ bên kia nữa nha các bạn. Về tới nhà là mới hết. Ở cái vùng mình thì gì thiếu chứ ếch với cá chê trắng là không có thiếu nha các bạn. Ít nhiều thôi chứ mỗi lần đi săn là ít nhiều thôi chứ không khi nào mà không có. À, nói ít thì cũng về ký. Là một ký, hai một ký. Rồi, có đường đầm nữa đây hả? Có, cái đường này nó chạy. Rồi đây, ra đây. Vô, nhấp một vô. Vô. Cái khủng không đây coi. Mấy đường này. Trời ơi. Đặt trong giường, con đặt ngoài trống mà. Nè, cũng vậy. Ba con. Dạ không. Dạ không. Rửa sạch sạch trứng. Ờ, nè, khúc khúc luôn. Cái này rồi mới trứng, mới có tiền. Này mau có ký. Mau có ký, mau có tiền. 5-6 con rồi ba con lớn. Quá à, đẹp ơi. Đầy luôn hả? Cái nào cũng chơi, đi bao kia không cũng bị không rồi. Cái này mấy thằng ếch bà độ anh Tư rồi. Cái này là bắt đầu, bắt đầu. Để cảnh cảnh đúng không? Vậy thì hôm qua có đi Nguyễn không? Sụp sụp mấy cái nữa anh Tư, sụp sụp cái lợp cái. Vậy là đừng không có đi nữa. Vậy là anh nghỉ không đậu rồi đó. Được.
Khúc rồi. Khúc luôn. Bảo ớt thiệt rồi. Từ nãy giờ cái nào nó khúc khúc không nha. Dữ rồi. Ếch lứa với bự. Lứa bự nữa nha. Sáu cái hả? Quên từ sáu cái hả? Nãy giờ sáu cái hả? Hai, bốn. Có nhỏ. Hai con ếch lứa hả? Bự. Con lứa lớn kìa. Lớn, bự rồi. Mình nó không có lão luyện nữa. Bà nói chuyện bữa nay cho bảo ếch bữa đi mà. Nè, bà bảo ếch đến giờ lâu rồi. Rồi, trời, gục, cảm ơn đấy. Chịu hết nổi xe thôi. Gục, gục luôn rồi. Nè, quá trời gốc gốc nè. Ui, nhóc luôn, một lọp luôn. Tết luôn nè. Một lọp luôn. Dấu giò tới nay nó mưa. Gốc gốc nè. Tới dấu giò luôn. Đấy chân. Nè. Ôi giời ơi, ngồi ếch già không. Không đen ơi. Trời bá thỏa rồi. Dấu giò quá trời luôn, mà nhẩm luôn. Chừng ấy sao gớt, cái lọp này đen. Giấu luôn. Có dấu nè, ổn định nè. Đó, thằng ơi. Vô. Anh hành đâu có khúc khúc giúp không? Đấy. Chút chút ra con ốc nó nghe cạc thơm. Cua luôn. Ba bốn con, ba bốn con. Không, thằng ơi. Đấy. Cái này bảo rồi. Nãy giờ anh Tư chưa bị móng cái nào chưa ha? Chưa móng cái nào. Chân nè. Trời xuống này nghe gục gạt, gục gạt rồi. Cá này con này trời. Chưa. Quá rồi đây này, bữa nay. Đi chưa xa nhà. Đi chưa xa. Ớt gần nhà Bảo hôm nay. Rồi, anh em về nhà đổ ếch ra nha các bạn. Hôm nay thành quả bội thu à. Cao. Im. Bữa nay ăn đầu con nhiều chứ không nặng bằng anh Tư đâu. Không nhiều bằng anh Tư đâu. Anh Tư ếch lớn lớn nhiều dữ lắm. Tôi mới gãy hai cái à. Ừ. Bên Tư cái ba bốn con, bốn năm con. Mà ếch ếch bự không? Bên đặt chung ruộng ở chung lúa. Bữa nay ăn ếch lứa không à. Lứa mà lứa nhỏ á. Ngoài lúa thì nó không bằng cặp cặp mấy kinh mấy vườn cặp cặp vườn hết bự đó 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 thả ha tại nó ép nhiều bữa nay thả à. À, thả luôn ép nó nhiều thôi mà bữa rồi, ít ép thì còn gượt rồi bữa nay ép nhiều rồi bữa nay chắc cỡ 6 ký nha bạn. À, cũng không trên nhiều đâu tại vì ếch nhỏ á. Nó nhiều thiệt nhưng mà ếch nhỏ nhiều quá. Ếch nhỏ đâu có ký đâu. Nhưng mà mồi nó không ăn luôn ha. Nó ăn như mồi vô nó vô mà. Không phải, à, nước nó giật nè, nó giật nó vô ăn ban mồi. Cũng kia như nó lo sẵn rồi nó vô. Lo sẵn rồi chạy đi. Thấy mồi của anh ta cũng để đâu có nhiều đâu. Vừa. Mà thấy con. Ít lứa này nó ra ăn nổi khúc mồi đâu. Qua mấy anh em đặt 38 cái lợp nha bạn. 38 cái lợp anh Tư đặt 18 cái, của đang đặt 20 cái. Ếch anh Tư nặng lớn hơn. Ếch bánh cũng bự nữa. Nó nhiều.
Cách bên hai ít lứa nha các bạn. Lứa nhiều. Chắc cỡ 6 kg nha các bạn. Mình đón khoảng 6 kg. Rồi, khoan coi cái này mấy rồi. 900 g. 7 kg 1. Sao là còn mấy trăm gram. 6 kg, không tới không tới 6 kg. Cỡ 5 kg mấy. 6 kg 2, 6 kg 2 trừ cái này cỡ 400 g. Không tới 6 kg. Còn cỡ 5 kg 8. Chết rồi đây ơi. Nó vài trăm gram rồi. Cái đó trên lọt đón 6 kg rồi trên lọt vài trăm gram thôi chứ nhiêu. Nó trên lọt rồi. Tại ít lứa nhiều. Ít lứa nhiều quá. Rồi. Ít mấy anh em đi thăm lọt về nè các bạn. Mới làm xong. Mình ốp sa tế nãy giờ cho nó thấm nha các bạn. Bây giờ bỏ lên nướng à. Buổi trưa mấy anh em làm xương xương và ly nha các bạn. Thành quả chuyến thăm lọt ít của mấy anh em. Hôm nay cũng gần 6 kg nha các bạn. Rồi. Sắp sửa xong hết có chín lai rai nha các bạn. Cái này gần 6 kg thì mấy anh em nướng chắc ký ngoài 2 kg ớt rồi, ký ngoài rồi mấy ớt lớn rồi bạn, ớt sa tế thấm dữ rồi, ớt nướng bữa nay nướng ngồi nướng than làm xương xương với món rau muối ớt chanh. Chuẩn bị ăn ếch đồng bữa đặng sáng mai mấy anh em lên đường đi trải nghiệm nha các bạn. Này thấy im im gió mấy anh em sẽ trải nghiệm ở vùng biển miệt thứ một chuyến nha các bạn. Cặp theo bờ biển Rạch Giá bước chuyến 48 giờ luôn ha. Cái này trang bị lâu dữ rồi mấy anh em không có đi biển nha các bạn. Vô mùa nam quay qua cái mấy cơn bão liên tiếp luôn. Tháng mấy à? Mấy gần 2 tháng à. 2 tháng à. Chín chưa? Chín rồi. Chín chưa? À, chín thì giờ vô khai quả ăn cái đi. Khai quả ăn cái làm mấy con chín trước đi. Lây gai hết bình rượu, hết mâm ếch này được rồi. Vô, 1, 2, 3, vô. Rồi xin mời các chú anh chị các bạn nha. Rồi xin mời các bạn ha. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Gồm với mấy anh em món ếch nướng than, ếch nướng sa tế. Này mấy con ngoài này chín anh Tư. À mấy con ngoài này khô. Làm đồ à. Làm đồ thiếu nữ chân dài. Thiếu nữ chân dài quá chị ơi. Vũ nữ chân dài chứ lộn. Rồi xin mời cô chú anh chị các bạn nhé. Dùng ếch nướng sa tế. Phải kèm vô này nữa kia. Đúng rồi. Rồi xin mời các bạn ăn ếch nướng sa tế ha. Trời, nó mềm mà nó ngọt. Thứ gì chịu nổi. Ếch này nướng nó mới dai. Đang mình cuốn nhiều luôn. À, thấy vậy chứ xương ếch cứng lắm nha. Xương ếch là cắn mẻ răng hay giỡn bóp bóp á. Thấy con ếch vậy cái xương của nó cứng lắm rồi. Một đùi. Một đùi một ly là hơi bị nhả mồi nha. Một ly phải một con. À, một ly là phải một con. Làm trước đùi đi, giờ cầm làm thêm đùi nữa nè. Năm ly năm con là vừa ha. Năm ly năm con đủ. Đủ số rồi. Đủ chưa? Thấy hơn á. Rồi cỡ này đồ động ăn cũng hơi bị dội rồi. Mai có đồ biển rồi đó. Biển đâu có. Thành công rồi. Vô. 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 Cống vô. Vô.
đi kiếm nè. Bỉ nè. Dai à? Mấy con ếch già còn dai nữa. Còn năm nay cái mớ ếch này chú Phương ăn được rồi. Chắc cay quá hả? Ăn phải hết hà, anh Tư cay là thấy thua rồi đó. Chú thấy là ếch ăn lâm giá mới ngon. Biết cay mà vẫn chấm không được ha. Ở đây mấy anh em muốn ăn ếch đồng là bao luôn. Rồi, vô cái nữa ha. Dạ. Có máy quạt lên nữa, thang nó nóng rồi đó. Chưa chín nè. Bây giờ mình nướng mọi không à, chưa có nướng sa tế lần nào hết ra, có mấy lần ké ké vô mấy con chuột rồi. Đi trải nghiệm biển nha mấy anh em, dân câu cá ngát rồi đem lưới đồ theo, cả này chắc có cá nhiều lắm rồi. Rồi trong gió bão rồi chắc cá bị trôi giặt vô dữ lắm rồi nha. Trôi giặt vô và đến cộng đồng là ngưng lại cá vô rồi. Chó nó vô được rồi, chó vô đó nữa. Đưa vô cái giò chó như nặng ngay dưới. Giò chua, tá bà luôn. Để lên cái đùi trước đây. Đây là bắp chuối. Cái đùi cho nó chín chín đi. Cô Phương xin mời cô chú anh chị và bạn luôn nha. Mấy anh em món ếch nướng sa tế. Dai dai dai. Ngon ngon lắm, nó mỏi kiền nhẹ nhẹ luôn. Đại mỏi, đâu có gì đâu người thấm đó. Ngọt ngọt mà dai dai. Dai dai mà cái cay mặn mặn nè ăn thôi. Rồi thầy cứ thấy thì vô. Vô. Ngon. Ngon thơm à.
nắng là tranh thủ là cắt lúa mà. Có bên đồng bên mình thì chưa cắt được. Mình còn tháng 11 ngày nữa. Chưa gấp. Chào bạn ơi. Chắc Phương xin mời cô chú anh chị và bạn Liên này. Mình xin kết thúc video ở đây. Thì hôm nay là chuyến đi thăm lọc ếch của mấy anh em. Thành quả cũng nói chung là ok nha các bạn. Bảo thì không có bảo nhưng mà cũng được, mỗi thôn ha, chúng mình 38 cái lọc chỉ được có cái cá lọc mà cũng gần 6 kg là quá ok các bạn. Tính đầu con bữa nay nhiều luôn á. Nhiều. Có phải ít lứa hay nhiều. Đây, vô bạn ơi. Video đi thăm lọc ếch của mấy anh em đến đây tôi cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn, các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Em làm cái này sơn sơn chút xíu rồi dọn đồ đã, các bạn chuẩn bị ra khổ thì mai mấy anh em sẽ xuất hành đi trải nghiệm nha các bạn, trải nghiệm biển.